chào các con. Chào mừng các con đến với buổi học trực tuyến hôm nay. Các con nhớ nghiêm túc học và ghi chép bài đầy đủ. Các con lưu ý, khi xem và nghe bài giảng, chỗ nào có thấy dòng chữ ghi vào tập bài học, thì các con dừng lại và ghi bài cho cô nhé. Các con thân mến, ở bài 5 với chủ đề trò chuyện cùng thiên nhiên, các con được học các văn bản cũng như biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, ngôi kể, viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt, nói và nghe về một cảnh sinh hoạt. Bên cạnh đó, các con được học hai biện pháp tu từ, ẩn dụ và hoán dụ. Để các con nắm vững kiến thức cũng như tác dụng của hai biện pháp tu từ này, hôm nay chúng ta cùng đến với hai tiết thực hành qua bài học Tri thức tiếng Việt và thực hành tiếng Việt, hoán dụ và ẩn dụ. Để bước vào bài học, chúng ta cần có các yêu cầu cần đạt như sau. Thứ nhất, nhận biết được biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng của chúng. Thứ hai, vận dụng được phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ khi nói và viết. Thứ ba, vận dụng lý thuyết để hướng dẫn thực hành về ẩn dụ và hoán dụ. Trước khi giải quyết các bài tập ở sách giáo khoa trang 121 và 122, chúng ta cùng ôn lại ẩn dụ và hoán dụ. Chúng ta phân biệt sự giống nhau và khác nhau của hai biện pháp tu từ này nhé. Đầu tiên là phép ẩn dụ. Ẩn dụ là gì? À, gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác mà có nét tương đồng. Bây giờ cô có một ví dụ sau. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ở trong câu thơ này thì mặt trời ở câu thơ thứ hai là ẩn dụ. Mặt trời ở đây chính là Bác Hồ. Mặt trời trong lăng là cái dùng để so sánh. Và cái được để so sánh đó là sự vĩ đại của Bác Hồ. Hình ảnh Bác Hồ, cái được so sánh đã được ẩn đi. Vậy thì vì sao Bác Hồ lại được so sánh với mặt trời? À, nếu như mặt trời của tự nhiên đem đến ánh sáng cho nhân loại, còn Bác Hồ thì đem đến độc lập tự do cho nhân dân và dân tộc Việt Nam. Như vậy, sự tương đồng giữa mặt trời và Bác Hồ đều là chỉ sự vĩ đại, lớn lao. Đây chính là phép tu từ ẩn dụ. Còn hoán dụ thì như thế nào? Hoán dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác mà có quan hệ gần gũi. Cô có ví dụ, câu thơ sau. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Hoán dụ trong câu thơ này là áo chàm. Áo chàm là một loại áo của người Việt Bắc hay mặc. Lấy dấu hiệu áo chàm để chỉ người Việt Bắc, đó là một quan hệ hết sức gần gũi. Từ hình ảnh áo chàm, người đọc có thể liên tưởng đến người dân Việt Bắc. Cách viết như vậy, người ta gọi là hoán dụ. Như vậy, ẩn dụ là dựa vào mối quan hệ tương đồng, còn hoán dụ là dựa vào mối quan hệ gần gũi. Tuy nhiên, giữa ẩn dụ và hoán dụ cũng có điểm giống nhau. Đó là đầu tiên á, là cả hai đều gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác. Thứ hai là đều nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho cách diễn đạt. Vậy thì khi ta sử dụng ẩn dụ và hoán dụ thì người đọc sẽ có sự liên tưởng, so sánh và sẽ tăng tính hiệu quả trong cách diễn đạt các con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thực hành, đó cũng là phần thứ hai trong bài học hôm nay. Chúng ta sẽ làm từ bài tập số 1 đến bài tập số 7 ở sách giáo khoa trang 121 và cái phần viết ngắn thì ở trang 122. Các con cùng đọc câu hỏi số 1 với cô nhé. Tìm một câu có sử dụng biện pháp so sánh và một câu có sử dụng biện pháp ẩn dụ trong Lao Sao ngày hè, chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa hai biện pháp tu từ này. Bây giờ trong cái biện pháp mà so sánh thì cô có câu văn như sau. Con diều hâu lao như mũi tên xuống. Thì các con thấy ở trong phép so sánh này có này. Cái được so sánh tức là con diều hâu lao là vế A. Cái dùng để so sánh là mũi tên xuống tức là vế B. Từ so sánh là từ như và kiểu so sánh là A như B. Còn phép ẩn dụ cô có câu văn như sau. Lần này nó chửa kịp ăn. Những mũi tên đen mang hình đuôi cá từ đâu tới tấp bay đến. Thì trong câu văn này, cái dùng để so sánh là những mũi tên đen mang hình đuôi cá. Cô ký hiệu là vế B.
Còn cái được so sánh thì ở đây không có. Như vậy là không có với A. Kiểu ẩn dụ ở đây là ẩn đi với A và chỉ còn với B thôi. Thì đó là đặc điểm khác nhau của so sánh và ẩn dụ. Còn giống nhau á, thì cả hai cái biện pháp tu từ này đều có cái được dùng để so sánh. Tức là đều có vế gì? À, vế B. Còn, và thứ hai nữa là giống nhau ở chỗ là đều tăng tính gợi hình, gợi cảm cho cách diễn đạt. Đó là bài tập số 1. Ở bài tập số 2, trong sách giáo khoa trang 121, các con nghe cô đọc. Câu hỏi: đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi ở dưới. Người ta nói Trèo Bèo là kẻ cắp. Kẻ cắp hôm nay gặp bà già, nhưng từ đây tôi lại quý Trèo Bèo. Ngày mùa, chúng thức suốt đêm, mới tờ mở đất, nó đã cất tiếng gọi người chè treo chết. Trèo Bèo trị kẻ ác, thì ra người có tội khi trở thành người tốt thì tốt lắm. A. Chỉ ra biện pháp ẩn dụ trong đoạn văn. B. Nêu nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng được so sánh ngầm với nhau và tác dụng của biện pháp này trong việc miêu tả loại vật. Thì các con thấy, ở bài tập này, đầu tiên chúng ta cần phải xác định biện pháp tu từ ẩn dụ trong đoạn văn. Đó là kẻ cắp này, bà già, kẻ ác, người có tội, người tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích các ẩn dụ được dùng trong câu như sau. Đầu tiên là kẻ cắp là ẩn dụ, là chỉ chim Trèo Bèo. Bà già, ẩn dụ ở đây là chỉ đối thủ, kình địch của chim Trèo Bèo, tức là diều hâu. Nét tương đồng giữa hai từ Trèo Bèo và kẻ cắp là ban đêm, ngày mùa, Trèo Bèo thức suốt đêm, rình mò như kẻ cắp. Nét tương đồng giữa hai từ diều hâu và bà già, kẻ ác, là chỉ sự lọc lõi, ác độc khi diều hâu chuyên rình mò, đánh hơi bắt trộm gà con. Còn người có tội, người tốt là ẩn dụ, chỉ chim Trèo Bèo qua việc vây đánh bắt diều hâu và lập công cứu gà con. Đó là bài tập số 2. Chúng ta tiếp tục làm bài tập số 3 ở sách giáo khoa trang 121. Bài tập số 3 ở trong sách giáo khoa trang 121 thì có 4 câu là A, B, C và D. Các con hãy đọc câu hỏi ở trong sách. Còn bây giờ cô sẽ gợi ý cho các con làm nhé. Thứ nhất là ở câu A, cả làng xóm thì không thể thức, đúng không các con? Mà ở đây là ý nói người dân trong cái làng xóm ấy. Như vậy thì ở đây đã lấy vật chứa đựng là làng xóm để gọi vật được chứa đựng, tức là người dân. Đây chính là một cái phép hoán dụ. Tương tự như vậy, ở câu B cũng vậy. Sau nhà có hai đó ong xây lắm, thì hai đó ong á là vật chứa đựng. Còn vật được chứa đựng ở đây chính là những con ong ở trong cái đó đấy. Còn câu C, hoán dụ ở đây là thành phố, tức là chỉ những người dân trong thành phố. Thành phố là vật chứa đựng, còn những người dân trong thành phố là vật được chứa đựng. Còn câu D, hoán dụ là nhà trong nhà ngoài, tức là chỉ những người thân trong gia đình. Các con biết là ngày xưa đó, thì trong một cái gia đình có nhiều thế hệ với nhau, thì mỗi nhà có một cái sự riêng biệt, nhưng họ ở gần nhau và họ có quan hệ thân thuộc. Đây cũng là cách lấy vật chứa đựng trong nhà, nhà trong và nhà ngoài, để gọi vật chứa đựng là người thân trong gia đình. Như vậy cả 4 câu A, B, C, D, E đều thuộc kiểu hoán dụ là lấy vật chứa đựng để gọi vật được chứa đựng. Chúng ta hãy làm tiếp tục cho cô bài tập số 4 ở trong sách giáo khoa trang 121. Bài tập số 4 thì câu hỏi như sau. Theo em, cụm từ mắt xanh trong câu thơ Trầu ơi hãy tỉnh lại, mở mắt xanh ra nào, gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc nào? Mắt xanh trong trường hợp này là ẩn dụ hay là nhân hóa? Dựa vào đâu để nói như vậy? Thì các con biết là chúng ta thấy được cái hình ảnh lá trầu xanh rất là đẹp, đúng không? Làm cho chúng ta liên tưởng đến ánh mắt trẻ thơ. Mà ánh mắt trẻ thơ thì rất là ngây thơ, hồn nhiên, trong xanh. Đây là một cái sự liên tưởng rất là thú vị. Vậy thì mắt xanh gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh chiếc lá trầu. Và giữa mắt xanh và lá trầu có sự giống nhau về hình dáng và màu sắc. Đây chính là phép tu từ ẩn dụ. Bây giờ là bài tập số 5 ở sách giáo khoa trang 121. Các con nghe cô đọc câu hỏi nhé. Hãy dẫn ra một câu văn sử dụng biện pháp ẩn dụ hoặc hoán dụ trong Lao Sao Ngày Hè.
hoặc thương nhớ bầy ong mà em cho là thú vị và chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ cô sẽ dẫn trong văn bản lao sao ngày hè một cái câu văn như sau nhé. Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng chõ thoảng về. Trong cái văn bản lao sao ngày hè của Duy Khán thì ở đây cô có từ cả nhà. Cả nhà tức là chỉ những người trong gia đình. Và cả nhà là gì? Vật chứa đựng. Còn những người trong gia đình là vật được chứa đựng. Đây là hình ảnh hoán dụ. Chúng ta tiếp tục làm bài tập số 6. Ở bài tập số 6 thì câu hỏi như sau. Hãy chỉ ra biện pháp tu từ trong các dòng thơ dưới đây và cho biết những dấu hiệu nào giúp em nhận ra được biện pháp nghệ thuật ấy. Đã ngủ rồi hả trầu? Tao đã đi ngủ đâu mà trầu mày đã ngủ? Trích đánh thức trầu của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Các con thấy giọng thơ như thế nào? Giọng thơ ở đây rất là hồn nhiên, đúng không? Hồn nhiên, tự nhiên, cách xưng hô trò chuyện rất là thân mật với cây trầu như con người và miêu tả hành động của cây trầu như hành động của con người, tức là cây trầu cũng biết đi ngủ. Và cách viết như vậy thì người ta gọi đó là phép nhân hóa. Và trong cái bài tập này thì tác giả đã sử dụng hai cách nhân hóa. Cách thứ nhất là xưng hô với vật như với người, tức là xưng tao và mày. Cách thứ hai là gắn những hoạt động của người cho vật, đó là hoạt động ngủ của người. Bây giờ gắn cho vật, đó là trầu. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm bài tập số 7 ở trong sách giáo khoa. Thì cái bài tập số 7 cũng là cái bài cuối cùng trong cái phần bài tập. Nghe cô đọc câu hỏi nhé. Lao sao ngày hè, thương nhớ bầy ong, đánh thức trầu đều viết về tuổi thơ tác giả gắn với cây cối loài vật. Cả ba văn bản đều sử dụng biện pháp nhân hóa. Theo em, vì sao lại như vậy? Thật ra thì khi tác giả sử dụng phép nhân hóa để viết á, thì thường có các lý do như sau các con. Lý do thứ nhất á, là giúp cho cây cối loài vật trở nên sinh động hơn, ngổ nghĩnh và đáng yêu hơn. Thứ hai là trẻ con thì thường nghĩ là loài vật này, cây cỏ, chim chóc cũng có tình cảm, có suy nghĩ, có tâm hồn như con người. Cho nên khi tác giả viết bằng cái nghệ thuật nhân hóa đó thì nó sẽ tạo nên cái sự hấp dẫn và lôi cuốn cho trẻ thơ. Cuối cùng của phần thực hành hôm nay, các con sẽ viết đoạn văn ngắn. Nghe cô đọc câu hỏi ở sách giáo khoa trang 122. Viết đoạn văn ngắn khoảng 150 đến 200 chữ nói về đặc điểm riêng của một cây hoa hoặc một con vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất một trong số các biện pháp ẩn dụ, nhân hóa và hoán dụ. Thì về yêu cầu của bài viết này á, thì chúng ta thứ nhất là các con phải viết nhanh, tạo lập đoạn văn trong thời gian ngắn. Thứ hai là phải có các biện pháp tu từ mà đề yêu cầu. Thứ ba là gạch chân và ghi chú dưới các cái biện pháp tu từ đó. Và thứ tư là về cái đề tài. Đề tài thì viết về loài hoa, loài cây, loài vật. Bây giờ cô có một đoạn văn mẫu như sau nhé. Các con xem, nghe và chúng ta để ý cái phép tu từ đã sử dụng trong đoạn văn. Bà em rất yêu hoa hồng. Bà trồng vào những chậu, nhựa, những cây hoa hồng rất đẹp. Cây hoa hồng có nhiều gai nhưng hoa của nó đẹp lắm. Buổi sáng, chị nắng sưởi ấm cho hoa, hoa khẽ reo vui trong gió, mang hương thơm đi khắp khu vườn. Gia đình em thường quây quần bên nhau vào dịp cuối tuần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà hoa hồng mang đến. Hàng xóm, ai cũng khen bà khéo tay, những chậu hoa hồng đủ màu sắc làm cho ngôi nhà em ở thật xinh đẹp. Ở đây cô có sử dụng các cái từ ví dụ chị nắng này là nhân hóa, gia đình, hàng xóm là phép hoán dụ. Các con thân mến, như vậy tiết thực hành tiếng Việt của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô chúc các con ôn bài thật tốt để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ 1 sắp tới, đạt kết quả tốt các con nhé. Cô chào các con.